Rangers đã trở thành ngôi nhà chung, giúp các thành viên phát huy được các giá trị của bản thân, mở rộng kết nối, ngày càng phát triển kinh doanh và sự nghiệp. Tôi tham gia vào WeLink cách đây 2 năm và sau 2 năm thì tôi đã nhận thấy có một sự biến chuyển rất lớn ở cá nhân tôi. Khi mà nhìn vào trong gương thì tôi cảm thấy là một Phạm Quỳnh Giang ở thời điểm bây giờ so với Phạm Quỳnh Giang của 2 năm trước đây đã có một biến chuyển rất là lớn. Và có một điều tuyệt vời hơn nữa, đó là hình ảnh của bản thân tôi trong mắt của những người bạn bè và những người thân quen, cũng như là trong mắt của công chúng, đang càng ngày càng được nâng cấp hơn. Và tôi cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy là mình được biết đến nhiều hơn, được yêu quý nhiều hơn. Và việc này cũng hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Mạng lưới những lãnh đạo quốc tế đẹp hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn.